con rể đấy anh em ơi. Buổi tối nhé, con rể tự nhiên đấy, mình không mặc bảo hộ đâu nên là không dám cho điện thoại vào trong đâu. Hai con chú nó nằm trong góc. Ok, nhộng rất đẹp này anh em nhé. Vừa nãy thì lúc chiều mình thả vào tổ ong tự nhiên rồi. Đấy là một tổ ong tự nhiên nữa. Thời tiết thì sắp mưa rồi, đang sớm rồi. Hôm nay là 23 tháng 6. 23 tháng 6 2022 dương lịch. Tổ này thì cũng không to lắm. Cuối mùa thì, nếu mà tốt thì cũng được khoảng 20 cân. Nhưng mà con chúa tổ này khá đẹp luôn. Đấy nha, không bảo hộ gì luôn. Bây giờ tổ này chưa to thì quay được kiểu như này. Bây giờ mình về để xem tổ ong bầu trời chân vàng. Ong bầu trời chân vàng này anh em ơi. Tổ này thì mình nuôi trong phòng kín nhé, vì mình nuôi chung với ong dế ở nhà, hai tổ ong dế. Một tổ chắc được khoảng chục cân rồi, một tổ thì ong tự nhiên. Tới đây thì mình thả thêm một tổ ong dế tự nhiên nữa ở ngay nhà đây. Đây là ong chân vàng. Tổ này đang phát triển cực luôn, to như ba tô tí nhá. Đấy, cồn hăng quá, người mình đang rất là nhiều mồ hôi nên là loại này nó nhạy nữa. Đây mình để cho nó cái lỗ để bị ra đi vào. Nhưng mà trong cái phòng này tối thì cái tổ này nó chỉ sáng ban ngày thôi, nó không sáng được hết. Đấy, nên là bao giờ nó cũng phát triển chậm hơn. Cho ra ngoài thì sợ ong dế ăn mất. Đó. Đây là ong vàng, ong chân vàng nhân giống của mình nhé. Mình còn tổ ong chân trắng nữa nhưng mà lại nhốt trên chỗ bên kia cơ. Ok.